mời tất cả các việc cho một tràng hoa tay nồng nhiệt để chào đón tiếng hát nghệ sĩ Dương Phương Thảo. Dạ, chào đến trong chương trình thì cho phép Phương Thảo xin gửi đến tất cả quý vị ba câu vọng cổ của tác giả Thế Gia, bài tên cổ được mang tên Cung Đàn Mùa Xuân. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Dạ cảm ơn sư phụ. Dạ một lần nữa thì Phương Thảo xin chân